Mình chào quý anh chị của chú quay trở lại kênh với Phú. Hôm nay thì em vô tình đi đến một cái quán cũng không ở xa lắm. Đấy, quán em hơi nhỏ, em đi thử xem có đồ gì không. Thì vô tình thấy có một mấy đôi la bầu. Thì có một đôi la bầu 301 series 2. Mờ mờ đây quý vị nhé. Em bớt chữ to này. Quay lại cho quý vị cùng tham khảo và xem. Đây, đây là cái loa bên trái. Thì em nó có mở căng ra rồi thì mọi thứ vẫn còn đẹp nha quý vị nhé. Đây thì đôi này thì cũng khá rẻ thôi. Đây bên phải này có vẻ như là cái bên trái này người ta đã dán lại rồi thì phải không quý vị. Đây, đây lý do là nó rẻ hơn bình thường một chút. Em xem cái hướng dẫn sử dụng cái thông số của nó, người ta có ghi trên cái tờ giấy mà em đang cần để tặng thằng bên Classic Pro. Đúng rồi, có chim Charity Master 70W sẽ đến 250W này. Qua bên trái thì đã bị sửa rồi, sửa cái màng loa, thay gân rồi, thay gân rồi mà này. Đây đấy, thì mà sao mà nó rẻ hơn bình thường. Đây quý vị, giá nó đây này, em để tạm đang đây em chụp ảnh cho đẹp. Đây 16.500 khoảng tầm 3,2 triệu 3,5 triệu nhé. Về Việt Nam thì nó rẻ hơn các con khác khoảng tầm 1 triệu, nhưng mà vì cái này thay rồi, vì loa nó là cái núm nó phải tròn như vậy, cái này thay loại này, thay nguyên cả cái cụm này thôi này. Đấy thì bảo sao mà nó rẻ hơn em sẽ lật phía sau ra quý vị anh chị của chú cùng xem. Ở đây thì cũng có vài đôi 101 và 01 này, em sẽ lật đằng sau cho quý vị coi nhá. Đây quý vị, con này thì là USA nha quý vị nhá, và hai con này thì là liên bang ấy, số liền nhau đấy. Cái này là cái bên phải, còn cái này là bên trái. Thì người ta đặt bên phải trái này thì đối diện với mình là thành trái phải, thì em nói cái bên trái nhưng nó là thực ra là bên phải. Đấy thì bên trên nó cũng còn rất là đẹp. Nói chung về ngoại hình thì chậm nhiệm ok, còn mấy vết này thì lau đi làm sạch thôi, không vấn đề gì cả. Ngoại hình thì ok. Mọi cái bên trong cái màng loa thì đã bị thay mất một cái, thì nó mất cái chất lượng âm thanh đi phần nào, và cái giá trị của cái loa này cũng mất đi, rất tiếc. Nếu mà nó còn nguyên thì em nhấc luôn, giá của nó thì rẻ hơn bình thường. Em cũng thấy bất ngờ, em xong là mở ra quay luôn, quý vị coi luôn, em chưa kiểm tra luôn. Đây thì nó có một mã năm 16.500 là cả thuế 3,5 triệu, thì bình thường các con khác là phải trên 2 man, trên 2 man 2, thì về Việt Nam nó rơi vào tầm cả cước nó tầm trên 8 triệu. Thì đây phía trên này thì có mấy cái khác, loa TX, loa piano, bầu 101 IT sản xuất 1988. Con này thì cái nét tổ nó bị mất một cái, nghĩa là cái mà mình cắm cái dây vặn vặn bạn vào cái nũm thì nó bị mất một cái. Công suất 160W và 6 ôm điện trợ. Đấy, cái này là con gì đây? Cái này là EDGE. Con này thì cũng ở đây, cái quán này nhiều có nhiều cái loa này. Phía trên này có cái bầu gì đây? Bầu 33 VKS. Cái này là một có một cặp, đắt hơn cả 1301 luôn. Giữ thế. Wow. Con này Framingham quý vị nhé, ở Mỹ. Công suất 30W. Một cái thì không có cái cao su ở dưới chân, bị mất. Mà đắt thật, 4 triệu trên hơn cái con 301 này luôn. Còn đây có một 3101 MM này, 13.200, tương đương khoảng tầm 2 triệu 6 hơn đó. 45W. Thì hôm nay thì là cũng USA thôi, đang bọc trong siêu hết rồi. Ở cái này người ta
người ta bọc lại là hệ USA nha quý vị. Và đôi này thì 13.200 này cũng đắt, đắt hơn chỗ khác là 11.000, thế vào nữa là 12.000, hơn 12.000. Cái này thì đã giá không là 12.000 rồi, nên là khá là đắt. Thì dưới này thì cũng mấy cái loa cỏ cỏ thì chẳng có gì. Xem bên này có gì quay cho quý vị cùng xem không. Bên này có mấy con này, đây quý vị, Cambridge này, Cambridge Audio này, con này vào Anh nó sẽ sau ra coi luôn, giá là 3 triệu. Đâu rồi, không có cái phần thông tin, không có tem ở dưới, lật xuống dưới lên luôn. Đây là con loa Cambridge Audio anh quý vị nhé, nhìn cái màn quá rất là đẹp đấy, đã bóng đấy, rất là đẹp. Ở đây là một loa bookshelf nha quý vị nhé, đây có ghi loa bookshelf 8 ohm sản xuất 2014, tuy nhiên không có tem người sản xuất tại đâu. Audio Cambridge Audio chắc là của Anh. Đây thì có NHT là cái loa gì, giữa này là có một cặp JBL 4425 này giữ này. Đấy, giá nó cũng giữ luôn 20.000, 40 triệu, model là 4425 JBL nha quý vị nhá, có đủ không? Bên ngoài kia một cái nữa. Đấy, thì giá nó đây 200W này, 8 ohm. Đấy. Còn đầu CD thì nhiều. Còn đây thì có một con Pioneer N30 là con chơi nhạc mạng. Có điều khiển và dây cáp nguồn. Pioneer N30 nha quý vị nhá. Đây, Network Audio Player này. Ở trên này có một em Marantz PM80. Con này 22.000, tầm 4,5 triệu gì đó. Thì nó không ghi năm sản xuất, cũng không có phụ kiện đi kèm. Hình như còn đẹp ok. Đó là một cái âm ly Integrated âm ly PM80. Đấy. Đây con Pioneer này thì giá hợp lý. 4 triệu. Chưa cước quý vị, cước nó tầm vài triệu. Chơi iPod, chơi USB, chơi được mạng, nó đi qua phía sau. Nó cũng ghi luôn là Network of Audio Player rồi. Dưới này thì có con em Victor SX500SP. Con này 100W. Và giá là 4,5 triệu. Đây, dưới đây còn lại một con JBL bên cạnh. Còn thế này là gì? Là Bravo FX01. Nó này là Highway. Khá là đẹp. Nhỏ nhưng mà rất là nặng. Em sẽ quay phía sau. Phía sau thì nó là sản xuất tại Sweden. Thủy điện nha quý vị nhé. Audio Pro Bravo FX01 nhé. Con này là 25-125W và điện trở là 4 ohm, sản xuất tại Sweden, thủy điện. Giá thì là 3,5 triệu. Chưa cước một cái loa này nặng lắm, một cái nó nặng 7-8 cân đó. Cái thật tên này thì người ta có ghi là đường đông em Hatanoi Libe MVK Phơi Lắc Men mà rằng marketing tốt, nhưng mà thực ra là có ít đâu thôi, quảng cáo nhiều mà cũng ít. Đấy, thì em sang bên cạnh cũng quay em có gì không? À, bên cạnh đây à. Rồi, ngay sau lưng này luôn thì cũng có vài em xung xui kiểu xui gì đây, xui UD60 607X nha, 100W. Giá là 4,5 triệu. Con này cũng đẹp, rất là đẹp, bọc kín rất là đẹp, hồi gỗ cũng còn rất là long lanh luôn đấy. Nhưng vì đấy nó chặt quá em không quay được phía sau, nhưng vì anh chị cũng chủ cùng coi thì công suất nó là 100W cộng 100W đối với điện trở là 6 ohm.
Phải nói giá nó là 4 triệu rưỡi. Còn đây là mấy con đường nông PMA 390 này. PMA 390 này quý vị anh chị nhé. Con này là series 1 đó. 120W. Giá của nó thì 3 triệu rưỡi. Giá mới là 7 triệu, nên giảm được một nửa. Cái này là can út gì đây? 120W KA405KR này. Con này rẻ hết 1 triệu 1, không phải 193. Nhưng mà cái cước nặng rất nặng, gấp mấy lần loa thôi, máy thôi. Kêu em to thế. 917 premium âm phụ. Đây còn ở đây thì em thấy rất nhiều cái loa Technic. Đồ hàng Technic đây nhiều. Âm ly Technic, rồi loa Technic. Xong bên kia em quay vị cũng coi. Còn thấy Technic chưa? Dưới này thì nó có thêm mấy bộ loa này quý vị. Đây có bộ loa Bow Simex GS Series 2. Nó giống như cái dòng GS và PS, nó có cái cục này. Nhưng mà không hiểu cái âm ly của nó thì nó vứt đâu. Mà giá nó cũng đắt bằng cái bộ FS là 2.000, 22.000. 22.000 là 4 rưỡi đó, bằng bộ kia luôn á. Thì dàn là mini hay cũng nhiều, con chô là Sony nhiều. Nhiều anh cũng hỏi dàn mini nhưng mà cũng nhiều đồ đấy, nhưng mà các anh cũng mỗi tìm mấy rất là Victor hàng loa dễ chơi hơn mà hay hơn. Đây loa TV của Bow VCS10 2003 100W, giá là 2 triệu 2. Đây, bên này còn mấy con loa TV khác, đường đông Sony này, Marantz này. Rồi dàn 5. Loa 5.1 của Sony, của Yamaha này. Đây là Acoustic Research. Rất là nhiều, ở trong đây loa nhiều, mà toàn cái loa đâu đâu. Việt Nam mình không hay chơi mấy đồ này. Đấy có dàn Sony 4.000 tư 900.000. Rất là đẹp. Nhưng mà cái này nó nhẹ tênh, cầm lên là thấy không hay thôi. Nhẹ tênh, nhẹ quá. Còn dưới là một cái trầm của con Bow Acoustic AM5 Series 4, AM3 Series 4. Đấy, thì ngoài ra thì mấy đồ đặt vật khác. Đấy thì em quay cho quý vị anh chị cô chú tham khảo mấy cái loa bầu và mấy loa khác ở cái quán này em mới đến lần đầu. Còn đây là cái quầy hàng hỏng, cũng nhiều đồ lắm, nhưng mà toàn là nó bán cả mấy cái vỏ loa không á, cũng đắt lắm. Vỏ loa đắt hơn mấy loa bình thường mấy kia. Rồi audio cái đài thì nhiều lắm quý vị anh chị cô chú. Và cho mình xin chấm dứt video này đây. Em sang bên kia em xem còn mấy cái nồi cơm rồi bếp ga bên kia sẽ quay vài thứ. Và xem xin chấm dứt video tại đây. Xin cảm ơn quý vị anh chị cô chú theo dõi video và hẹn gặp lại trong video lần sau.